Tiwin S Việt, sản phẩm của Tô Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chạm đất Tinh Quang của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, hôm nay các tay đua thi đấu chặng 14 từ Quảng Ngãi về Quy Nhơn, đường dài 179 km. Đây là chặng đường trường dài thứ hai tại cấp truyền hình năm nay. Qua 3 mùa giải của cấp truyền hình vừa qua thì đây là chặng đua luôn chứng kiến các tay đua tách tớp thành công tiến về đích. Còn năm nay thì sao? Chiến thắng sẽ gọi tên ai? Kính mời quý vị hãy cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Tô Đông Á đồng hành cùng chương trình. Và đúng 6 giờ 50 thì lãnh đạo địa phương đã phất cờ xuất phát cho đoàn đua thi đấu chặng đua thứ 14. Các tay đua sẽ chia tay thành phố Quảng Ngãi để về với thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Một chặng đua đường dài 179 km và với điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Và đúng 6 giờ 58 thì đoàn đua đã được xuất phát chính thức. Ở chặng đua ngày hôm nay có tổng cộng 3 giải thưởng dọc đường, một chặng đua dài. Và ở sprint đầu tiên của chặng đua ngày hôm nay tại Đức Phổ Quảng Ngãi đã ghi nhận chiến thắng dành cho tay đua mang số đeo 81 Hoàng Văn Cường của ekip quân khu 7. Vẫn sẽ còn hai sprint diễn ra ở Hoài Nhơn Bình Định cách điểm xuất phát 74,3 km và Phù Cát Bình Định cách điểm xuất phát 138 km. Và chúng ta đang được theo dõi lại kết quả của sprint 1 này khi chiến thắng đã thuộc về Hoàng Văn Cường. Đây là hình ảnh các tay đua đã tấn công thoát đi được khỏi đoàn đông và hình thành được một top 1 có khá đông các tay đua ở phía trước. Đoàn đông ở phía sau đang đổ một con dốc dài. Có một chiếc áo của thành phố Hồ Chí Minh Vinama đang dựa vào thế đổ dốc này để nạp bàn đạp tấn công đi. Có vẻ như là Ivanov Timofey. Đó chính là Ivanov Timofey. Anh đã ngoái đầu nhìn lại động thái của tập đoàn Lộc Trời An Giang đang kiểm soát tốc độ đoàn đông. Đây là hình ảnh rất quen thuộc trong những chặng đua vừa qua. Ekip thành phố Hồ Chí Minh sau khi mất áo vàng về tay Peter Rikunov thì liên tục tổ chức tấn công. Còn ở ô màn hình lớn trên màn hình hiện tại đó là Cao Bình Nguyên ở trong top 1. Xin nhắc lại là họ đang tạo được khoảng cách chừng 2 phút so với đoàn đông phía sau. Với hiện tại nhóm tay đua đầu cũng hơn 10 vận động viên và trên nhóm trên thì có 2 vận động viên New Group thành phố Hồ Chí Minh và 1 vận động viên Vinama thành phố Hồ Chí Minh, thì sẽ là một cái quân cờ chiến thuật của hai ekip này. Có thể là lợi thế thuộc về 2 vận động viên của New Group thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta thấy đã có những đợt tấn công ở nhóm 1 này khi còn cách sprint 2 km nữa. Đó là điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi vì một nhóm 1 quá đông, có đến 15 tay đua thì sẽ không phải là một nhóm 1 lý tưởng để có thể tăng khả năng cạnh tranh ở điểm thưởng dọc đường. Vẫn đang là những cuộc tấn công thăm dò, tiếp tục là một tình huống nhấn bàn đạp. Đây là một tay đua của 620 cho Thế Vĩnh Long kéo theo tay đua của quân khu 7 và Hà Nội. Những đợt tấn công vẫn chưa thể tạo ra sự khác biệt. Các tay đua đã đến rất gần với Spring 2 này rồi. Và bên phía cánh phải thì tay đua của ekip Hà Nội đã bắt đầu tổ chức đợt tấn công của mình. Anh đã thoát đi và ngay lập tức kéo theo tay đua của ekip quân khu 7. Cú bứt phá rất mạnh mẽ của tay đua thuộc ekip quân khu 7. Tình huống thoát lên cực kỳ ngoạn mục của tay đua thuộc ekip quân đội. Anh đang một mình một ngựa băng về sprint thứ hai. Đó là Trần Vương Lộc. Đây là màn tranh chấp ở vạch sprint. Những đòn tung nước rút rất xít sao của các tay đua và chiến thắng dường như là thuộc về Tống Thanh Tuyền, tay đua số đeo 91 của quân đội. Năm 2021 thì một tay đua của quân khu 7 cũng đã từng giành được chiến thắng ở chặng đua này, đó là Võ Minh Gia Bảo. Và chúng ta xem lại, đây là đoạn nước rút ở Spring 2 và có đến sự góp mặt của 3 tay đua của quân khu 7 ở trong nhóm này. Có lẽ là có đến 3 tay đua của quân khu 7 đã về các vị trí thứ nhất, thứ 3 và thứ 4.
Như vậy là theo kết quả của trọng tài thì người đã giành chiến thắng đúng là Tống Thanh Tuyền. Ở vị trí thứ hai là tay đua mang số đeo 116, tay đua Trần Khánh Duy của 620 Châu Thới Vĩnh Long. Đứng thứ ba là Trần Vương Lộc và đứng thứ tư là Phạm Anh Hào. Một sprint thi đấu chứng kiến thành công đến từ các tay đua thuộc ekip quân khu 7 và quân đội. Và thưa quý vị, lúc này thì Thế Mẫn đã có mặt ở trong đi cùng với nhóm đầu tiên. Nhóm đầu tiên vẫn đang là 15 tay đua. Và theo thông báo từ trọng tài thì khoảng cách của nhóm đầu tiên với nhóm thứ hai bây giờ chỉ còn là 2 phút mà thôi. Sau khi nhận được những thông tin từ các trọng tài thì tốc độ của nhóm đầu tiên được đẩy lên cao hơn rồi. Bây giờ đã là 43 km/h. Họ đang cố gắng để tiếp tục giãn thời gian với đoàn đông phía sau. Bây giờ chúng ta có thể thấy là các tay đua ở trong top 1 đã có những đợt tấn công mạnh mẽ hơn khi họ còn cách điểm sprint bar hơn 2 km nữa. Hai nhóm đầu đã chia ra hai nhóm và các tay đua đi ở phía trên vẫn tiếp tục có những đợt tấn công. Và ở góc quay này thì một tay đua đang thoát lên ở phía trên. Có lẽ là chiếc áo của tay đua thuộc ekip Vĩnh Long. Tay đua của 620 Châu Thới Vĩnh Long đã quyết định tăng tốc từ khá sớm, đó là Đặng Văn Bảo Anh. Giờ đây thì vẫn chưa có tay đua nào có thể bắt kịp vào Đặng Văn Bảo Anh. Bây giờ khoảng cách chỉ còn vài trăm mét nữa. Vài trăm mét nữa thì Đặng Văn Bảo Anh sẽ tiến đến điểm sprint thứ ba này. Vẫn chỉ là một mình Đặng Văn Bảo Anh. Vẫn chỉ là một mình Đặng Văn Bảo Anh. Những tay đua phía sau đã bắt đầu tăng tốc. Nhưng liệu có kịp không? Chỉ còn khoảng 100 mét cuối cùng. Như vậy là chiến thắng đã chắc chắn thuộc về cho Đặng Văn Bảo Anh ở điểm thử dọc đường thứ ba này. Đã không có bất kỳ tay đua nào bắt kịp vào tốc độ của tay đua 113. Như vậy đã không có cú hat-trick dành cho những tay đua của quân đội và quân khu 7. Người về thứ hai cũng là một tay đua của 620 Châu Thế Vĩnh Long, mang số đeo 116. Hạng 3 là Lương Văn Sinh của đội xe đạp Hà Nội. Và hạng 4 là một tay đua của đội tuyển xe đạp Thanh Hóa. Và chúng ta một lần nữa theo dõi là những hình ảnh quay chậm đoạn cạnh tranh ở Spring Bar này. Và chiến thắng đã gọi tên Đặng Văn Bảo Anh, người đã được tưởng thưởng xứng đáng sau cuộc tấn công bước đi trước đó. Đặng Văn Bảo Anh là người giành chiến thắng ở Spring Bar. Và ở trên màn hình chúng ta hiện tại đây là ba ô màn hình cho quý khán giả có thể cùng lúc theo dõi được diễn biến thi đấu ở ba top. Top 1 với một mình Đặng Văn Bảo Anh. Top thứ 2 với khoảng cách chừng hơn 30 giây so với Đặng Văn Bảo Anh. Và top thứ 3 là cả một đoàn đông đang có khoảng cách khoảng chừng hơn 2 phút so với tay đua đang dẫn đầu Đặng Văn Bảo Anh vào lúc này. Ở phía sau lưng của Đặng Văn Bảo Anh đang có một tay đua, có lẽ là Nguyễn Phạm Quốc Khang đã đuổi kịp vào Đặng Văn Bảo Anh. Tay đua của đội Pelio Canada đồng này. Còn đây là các tay đua ở trong nhóm thứ hai. Họ đang cố gắng để tăng tốc đuổi theo hai người ở phía trước. Từ góc quay flycam này thì quý khán giả có thể thấy đoàn đông đang chuẩn bị bắt kịp một nhóm 4 vận động viên ở phía trước mặt. Như vậy là cuộc thử bắt của các vận động viên ở trong đoàn đông đã thành công trước mắt khi mà họ đã bắt kịp vào một nhóm 4 tay đua. Có quá nhiều những tập thể họ không có việc gì phải làm việc bắt top, nhưng lúc này thì tốc độ đoàn đông đang được các tay đua của An Giang đẩy lên khá cao và cách biệt được thâu ngắn xuống chỉ tầm hơn 30 giây. Với khoảng cách này thì các bộ phận trọng tài sẽ phải nhường đường để chờ đoàn đông bắt tốt và các tay đua của Dược Domesco Đồng Tháp đã bắt đầu tràn lên. Dược Domesco Đồng Tháp đang muốn hướng đến chiến thắng chặng thứ hai cho Trần Tuấn Kiệt ở Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2024. Ở bên cánh phải là các tay đua của 620 Nông nghiệp Vĩnh Long và 620 Châu Thới Vĩnh Long. Như vậy là tông của Vĩnh Long đã tràn lên ở phía trên tông của An Giang. Một tay đua của Đồng Tháp thì cũng đã vượt lên ở phía trước đoàn đua. Đặng Văn Bảo Anh đến lúc này xem như đã thực hiện xong vai trò chiến thuật của mình. Nỗ lực tấn công bước đi của anh không hề uổng phí. Anh cũng đã phá sức đáng kể đối thủ An Giang ở phía sau. Để đến lúc này thì các tay đua của ekip 620 Nông nghiệp Vĩnh Long và 620 Châu Thới Vĩnh Long chính thức lên làm đầu máy kéo, lên xếp đội hình trong 4 km cuối. Martin Lát đang cố gắng tràn lên ở phía trước Peter Rikunov để có một vị trí thuận lợi hơn. Liệu Peter Rikunov sẽ chọn đeo bám Martin Lát hay là sẽ làm một mũi riêng với người đồng đội Roman Maikin của mình?
Lê Nguyệt Minh cũng đang bám rất sát với Martin Lass và đi song song cùng với Peter Rikunov. Sau lưng Lê Nguyệt Minh vẫn là Trần Tuấn Kiệt và Lê Văn Bình, Nguyễn Văn Bình. Và đây sẽ là 500m cuối cùng và nơi mà chúng ta sẽ chứng kiến các tay đua làm nước lớn để tốc độ lên cao nhất có thể. Martin Lass vẫn đang có vị trí thuận lợi hơn Peter Rikunov. Có vẻ như Martin Lass gặp sự cố kỹ thuật rồi và bây giờ là Trần Tuấn Kiệt và Peter Rikunov. Chúng ta chờ đợi góc quay này để xác định xem tay đua nào là người về nhất. Dường như là Trần Tuấn Kiệt. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy bánh xe của Trần Tuấn Kiệt áp sát gần vạch đích hơn. Vâng, đó là chiến thắng chặn cho Trần Tuấn Kiệt. Chiến thắng chặn thứ hai ở cuộc đua năm nay cho tay đua của Đô Ba Găng Đồng Tháp. Trần Tuấn Kiệt, đó chính xác là Trần Tuấn Kiệt. Bánh xe của Trần Tuấn Kiệt đã chạm vạch đích trước so với Peter Rikunov. Khoảng cách chỉ tính có lẽ chỉ khoảng 2cm thôi. Cú đẩy xe tuyệt vời của Trần Tuấn Kiệt. Và xin hân hoan chào đón của lãnh đạo quý vị đại biểu đang đến với lễ trao thưởng chặng đua thứ 14 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn, đường dài 179 km ngày hôm nay. Và chỉ có 5 tay đua được xướng tên ngay sau đây giành chiến thắng chặng thứ 14. Về thứ 5, chúc mừng tay đua Lê Nguyệt Minh của thành phố Hồ Chí Minh New Group. Hạng 4, chúc mừng Ivanov Timofey của thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Hạng 3, chúc mừng vận động viên Nguyễn Văn Bình của thành phố Hồ Chí Minh New Group. Và về nhì, chúc mừng Peter Rikunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Về nhất, chúc mừng Trần Tuấn Kiệt của Đô Ba Găng Đồng Tháp. Và thưa quý vị, sau pha rút đích thì tay đua Peter Rikunov có say sướt nhẹ và lúc này đang được các bác sĩ và tổ chức chúng tôi kiểm tra lại sức khỏe để có thể có trận thi đấu tốt nhất vào ngày mai. Thế nên chúng tôi cũng xin mời vận động viên Nguyễn Tấn Hoài của tập đoàn Lộc Trời An Giang sẽ tiến lên sân khấu nhận giải thưởng đại diện cho Peter Rikunov. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lý Anh Việt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Bình Định, trân trọng kính mời ông Trần Trọng Nguyên. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Trần Trọng Nguyên, trưởng văn phòng đại diện công ty cổ phần Tô Đông Á tại Bình Định tiến lên sân khấu trao giải thưởng cho 5 vận động viên có thành tích xuất sắc tại chặng thi đấu thứ 14 hôm nay. Tiếp theo ở giải thưởng đồng đội chặng, xin chúc mừng cho 3 tập thể có tên sau đây. Chúc mừng về thứ 3 tập thể Quân khu 7, về nhì tập thể Dược Domesco Đồng Tháp và về nhất chặng thi đấu ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh New Group. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Và trân trọng kính mời ông Phạm Ngọc Thái, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Định sẽ tiến lên sân khấu trao giải thưởng đồng đội đến cho các tập thể có thành tích xuất sắc ngày hôm nay ạ. Danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc vẫn tiếp tục thuộc về tay đua của ekip Quân khu 7 Phạm Lê Xuân Lộc. Chúc mừng! Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Hải Triều, thành viên ban tổ chức cuộc đua tiến lên sân khấu trao danh hiệu áo trắng đến cho tay đua Phạm Lê Xuân Lộc của ekip Quân khu 7. Ở danh hiệu áo cam dành cho vận động viên Việt Nam có thành tích xuất sắc, vận động viên ấn tượng tiếp tục thuộc về Nguyễn Tấn Hoài của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Chúc mừng! Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Tạ Xuân Chánh, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định. Trân trọng kính mời ông Ngô Quang Vinh, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Phó trưởng ban tổ chức cuộc đua sẽ tiến lên sân khấu cho danh hiệu áo cam cho vận động viên ấn tượng Nguyễn Tấn Hoài đến từ tập đoàn Lộc Trời An Giang. Và thưa quý vị, sau 14 trận thi đấu thì danh hiệu áo xanh vua nước rút và danh hiệu áo vàng, danh hiệu cao quý nhất cho tay đua có thành tích tốt nhất vẫn tiếp tục thuộc về tay đua Peter Rikunov, khủng long đến từ tập đoàn Lộc Trời An Giang. Tôi một lần nữa xin mời Nguyễn Tấn Hoài sẽ thay mặt cho Peter Rikunov đến từ tập đoàn Lộc Trời An Giang tiến lên sân khấu đón nhận hai danh hiệu áo cao quý, áo xanh và áo vàng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lâm Hải Giang, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Khôi, trưởng ban điều hành, phó trưởng ban tổ chức cuộc đua tiến lên sân khấu trao danh hiệu áo xanh và danh hiệu áo vàng đến cho người đại diện của tập đoàn Lộc Trời An Giang là Nguyễn Tấn Hoài.
Xin chúc mừng cho tay đua Trần Tuấn Kiệt đã có chiến thắng chặng thứ 2 tại cúp truyền hình năm nay. Vào ngày mai, các tay đua thi đấu chặng 15 từ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định về thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đường ngắn hơn rất nhiều, chỉ 100 km. Và với chặng đường trường ngắn như thế này thì chắc chắn các tay đua mạnh sẽ mở những đợt tấn công nhằm thay đổi cục diện cạnh tranh các danh hiệu quan trọng. Và xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục đồng hành với chương trình Chạm đất Tinh Quang để không bỏ lỡ những diễn biến thú vị và ấn tượng tại cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 quý vị nhé. Cảm ơn Tô Đông Á đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ mấy anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kiwin S Việt, sản phẩm của Tô Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm.